À vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Thắng Vlog. Và hôm nay em cũng nói về câu chuyện của người mẹ online và với gia đình em Bi. Và sau đây mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng em nghe chị Hồng chia sẻ về câu chuyện về người mẹ của online. Mời tất cả cô chú anh chị. Các mẹ online tỉnh ngộ ra chưa? Hả? Đã tỉnh chưa? Gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt như vậy, tỉnh chưa? Khổ. Gớm chuyến đi Phú Thọ hôm vừa rồi, ê chề ra gớm khổ quá cơ. Thế mà có nhiều bé coi như là vẫn lên, coi như là răng giảng ra là tự hào là mình là có đôi mắt thiên thần, nhìn được coi như là ai tốt và ai xấu. Rồi mình có trái tim nhân hậu. Ha. Ôi, chị hỏi các em một câu khí không phải, chứ chị thì cũng không biết các em nó là ở cái giai đoạn, nó là cái thành phần gì thì thật sự là chị cũng không biết đâu. Nhưng chị chỉ nói cho các em nghe này, các em á, đừng vỗ ngực khen mình là hay. Mà khi các em vỗ ngực các em khen các em là hay thì các em đã đội không biết bao nhiêu cái quần lên đầu, ê chề, nhục nhã chưa, xấu hổ quá. Gớm quá cơ, đi một chặng đường gớm thức khuya dậy sớm, đi một chặng đường gớm qua cơ dài ơi là dài luôn. Xong rồi lên đứng cứ tơn hớt ở giữa đường ấy, không biết nhột à, nhột quá đi thôi mà lại tưởng mình là hay. Thương ấy phải cho nó đúng cách. Mình á là phải sáng suốt, mình phải có cái sự nhìn nhận. Mà khổ quá cơ, cha mẹ các em sinh em ra đặt cho em cái bộ não mà chỉ để trang trí thôi ư? Hả? Thế về bây giờ hết đứa nọ cắn đứa kia cắn đứa nọ, cắn chán, cắn chê, cắn không được. Quay ra cắn thằng Trung à? Hả? Thằng Trung chúng bay chê nó là coi như là con nọ con trai. Nói chung quy lại là con gì cũng được. Miễn là bây giờ đường đường chính chính đang ở trong nhà. Ok. Còn con gì cũng được. Xã hội này có mà đầy. Ha. Thế thôi. Miễn là gì, cái cách sống của ông Trung mà được gia đình công nhận, gia đình chấp nhận, thế là ok rồi. Còn nếu ông Trung nó sống không ra gì thì kể cả có là con ruột kia đấy, đấy 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 đấy, mày hỏi mẹ chúng mày, hỏi mẹ luôn chúng mày ấy, là con ruột bằng thật đấy gớm. Từ cha từ mẹ đến cả chục năm trở về gớm, trận vừa rồi mà không xảy ra cái chuyện này ấy, thì có về có mẹ ơi mẹ à không? Hả? Hay là quay lại cái vòng lại trước đó đấy, có đái hoài gì đến mẹ cha không? Cha mẹ ở nhà đói vả dãi ra có để ý đến không? Hay là bây giờ coi như là trú thân tạm thời ở đó, nhưng mà sóng yên biển lặng ấy thì cái quả con đấy lại coi như là xôi xéo và chim cút trộn lẫn vào với nhau là lượn đó. Chả có mẹ mấy bà gì đâu, gớm đau đầu. Còn thằng Trung nó sống như nào không cần quan tâm. Chỉ nhìn vào thực tế đó là gì? Sao mày sống không tốt? Ha, mày là con nọ con trai mà tại sao mày lại được gia đình công nhận? Thế là được rồi, ok. Hiểu không? Còn bảo ông Trung nó lên nó nói nọ nói kia đúng không? Nó phải bênh gia đình nhà nó chứ. Ha, chúng bay coi như là lên réo gia đình nhà nó bao nhiêu ngày tháng. Chúng bay réo coi như là cái người mẹ của ông Trung không có động chạm gì. Trông nom cháu coi như là 2 tháng trời, một câu không than, một câu không nói. Chúng bay réo, chúng bay gào, chúng bay gọi, chúng mày bênh ai, chúng mày réo, chúng mày gọi ha. Và rồi chúng mày lôi hết người nọ, chúng mày lôi đến người kia. Thằng Trung nó phải mở mồm là đúng rồi chứ ha. Chúng lại cứ để thằng Trung, chẳng lẽ thằng Trung lại cứ để cho chúng mày sủa mãi ư? Sủa nhiều quá này không được, mà phải dọ mõm chúng mày lại chứ, mới không để sủa bậy chứ không được rồi. Chó hoang mèo dại mày cứ sửa bậy lung tung ha. Còn có một cái em hiện nay là đang ở trên cái tọp tọp ấy gớm quá cơ. Em là nhà coi như là em bảo rằng em là nhà triết học, chị nói luôn cho em cho nhanh luôn một câu cho nó sanh dờn luôn, em là cái con đa cấp chứ em là cái gì em ha. Nhưng mà chị nói cho em nghe này, em đừng, em cứ yêu đi nhá, chị cũng mong em yêu lắm, chị cũng mong em yêu và chị cũng mong em bảo vệ kinh lắm. Mong em cố lên, em cố lên, em yêu ai là người đó ủ tờ à ha gớm.
Em yêu ai là người đó ủ tờ. Mà chị thấy coi như là bãi nào cũng có dấu răng của em nha. Em coi như là bất chấp. Em chỉ cần nhìn thấy rằng là à, cái bên này đang có nhiều follow, đang có nhiều người theo dõi. Đúng sai em đâu có cần quan tâm đâu em ha. Thế chị thấy cái bãi nào cũng có dấu răng của em. Mà có một cái đặc biệt luôn là chị thích em ở cái điểm này này. Chị rất thích em luôn ha. Em cứ bênh ai, em ủng hộ ai đấy, là người đó ủ tờ em à. Nó khổ thân thế chứ này. Ôi là trời. Chị công nhận chị kết em mỗi cái điểm đấy thôi. Em cố gắng lên em nhá, bênh lên chị. Miễn làm sao em đừng lên em phê phán cái người nọ người kia. Thấy không? Em chưa đủ tư cách để phê phán người ta. Em á, chị nói cho em nghe này. Gớm. Hai mẹ con em ấy lết vào đến Sài Gòn ấy. Gớm em bị đập cho coi như là bẹp xèm lẹp ra mà em làm được gì người ta chưa? Con em còn chả bảo vệ được chứ huống chi là con người khác em ơi. Gớm, miễn bàn. Nhưng mà riêng cái ủng hộ là chị ưng em ủng hộ vụ này nha. Chị ưng luôn. Chị kết mày rồi đó. Em cứ ủng hộ ai là người đó ủ tờ. Ok. Nhưng mà miễn là đừng lên coi như là lôi ra rồi bảo câu view câu like rồi ăn cái gì ở đây. Ăn được cái gì ở đây à em hả? Ô em cũng đi sạc cả háng ra, từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Gớm em đi coi như là ai trả tiền vé máy bay cho em, hay là em tự bỏ tiền túi em ra, hay là em đang có một cái thế lực nào đứng ở đằng sau em để coi như là bao cho em thì em mới nói vậy chứ. Còn chị á, chị đi chị toàn bỏ tiền túi chị ra mà. Nha. Chị coi như là mà chị chạy xe, xe của chị toàn đổ bằng nước lã chứ có đổ xăng tẹo nào đâu em. Nha. Còn nếu mà đổ bằng xăng ấy là chị cũng bỏ tiền túi chị ra, chị chả xin ai được. Ok nha. Còn lại là gì? Những mẹ kia chị, tôi nghe thấy một có một bà coi như là tên là cái gì Thanh cái gì đó. Bà nhắc đến tên tôi. Này, tôi bảo bà thật này. Tôi hỏi thật bà nhé. Bà đấy là hình như ở trên Tọp Tọp thì phải. Cái chuyện bà bênh ai, bà làm gì đó, việc của chị. Tôi không quan tâm đâu, chị hiểu không? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm ở đây đó là gì? Cái đích cuối cùng, ba cha con nhà kia phải trả giá như thế nào? Thế thôi. Tôi chỉ quan tâm đến vấn đề đó. Và tôi quan tâm đến vấn đề là gì? Người mẹ kia đi đòi công lý cho con mình như thế nào? Thế thôi. Cha mẹ tôi sinh tôi ra có con mắt để nhìn, tôi biết phân biệt được đâu là đúng và đâu là sai. Hiểu không? Và tôi chỉ chờ đợi cái cuối cùng đó là gì? Ba cha con nhà kia phải trả giá như nào? Và đặc biệt là người cha, là cái tên tâm nó phải trả giá như nào? Tôi chỉ quan tâm đến vấn đề đó thôi. Còn tất cả những vấn đề hội nhóm hay cãi nhau hay đưa lên ấy, chỉ là cái làm trò. Hiểu không? Đừng tưởng mình là hay rồi đến một ngày nào đó mình ê chề. Mà đến lúc mà mình mà đã ê chề rồi ấy, thì mình ngồi mình tự vấn lại cái lương tâm của mình. Mình cứ răng rảng hàng ngày, mình cho rằng mình là người đạo đức, mình cho là mình là người coi như là tử tế và nhân văn. Đấy, mình cho mình là một người giỏi, mà cuối cùng mình giỏi đến đâu? Mình giỏi quá cơ, mình giỏi kinh lắm ha. Tôi chỉ cần ở đây, mấu chốt của tôi lên cái cộng đồng mạng này đó là gì? Tôi quan tâm đến ba cha con nhà kia, và ba cha con nhà kia giờ phút này như thế nào? Thế thôi, chấm hết. Nghe chưa? Còn đối với gia đình của nhà nội cháu thì những cái kẻ như các ngươi không đủ tư cách để bật mồm. Có những chị coi như tôi thấy người ta chụp, người ta gửi cho tôi, mà tôi thấy các chị coi như là cũng làm mẹ à, không biết các chị có con trai không. Sau này các chị cứ vớ thử trong nhà các chị mà có một cái nàng dâu như vậy đi, thì các chị sẽ hiểu cái hoàn cảnh của bà nội. Và chị sẽ hiểu được cái gia đình đó có một người con dâu như vậy, nó rối nùi lên luôn, mà nó rất là buồn và nó rất là thê thảm cho cái gia đình nhà đó. Hiểu chưa? Thực ra là gì? Những cái gia đình mà có những cái người con dâu như vậy là gia đình đó gần như là gì? Thôi xong rồi, vô phúc. Vô phúc gia đình nhà mình vớ phải.
trăm nhà nghìn nhà người ta không vớ phải, tại sao nhà mình lại vớ phải làm tan nát một cái gia đình đó, hiểu chưa? Trong một cái gia đình các chị cũng là phụ nữ, tôi chỉ nói cho các chị nghe như thế này này, tôi không hiểu các chị có hiểu tiếng người không ha, hay là các chị nghe cái tiếng của các chị nó quen rồi các chị không hiểu tiếng người. Nhưng hôm nay tôi nói cho các chị nghe này, trong cái gia đình có được vuông, được tròn, được hạnh phúc, được êm ấm là toàn bộ là phải do người phụ nữ hết nha. Cái người đàn ông người ta chỉ biết đi làm nặng về thôi, còn lại 99% đều do tay người phụ nữ. Vợ chồng có hạnh phúc hay không, gia đình có êm ấm hay không, con cái có được học hành đến nơi đến chốn, con cái có được tử tế hay không, 100% luôn là người phụ nữ. Chị, các chị hiểu không? Nên là gì, các chị đi lo bao đồng như vậy mà gớm quá, cứ các chị sờ lại gáy các chị đi, xem lại nhà mình cái coi ta, xem lại đi nha. Con cái mình ấy nó đã được vương trưởng chưa, con cái của mình nó được đến nơi đến chốn chưa, con cái mình nó đã được đúng ý, cái ý nguyện của mình chưa và cái mong muốn chưa ha. Sờ đấy gáy mình đi đã, chứ đừng như là cái chị đa cấp kia, cái chị nào tên là Dung đa cấp kia kìa, gớm. Con chị còn không bảo vệ được, chị na thằng bé đi, coi như là dọc Nam chí Bắc, cuối cùng chị vào Nam chị con hạ cánh, bị coi như là đập tại Nam đó. Chị làm được cái gì chưa hả, mà lên đây lại bảnh mới trả tỏng hả? Tôi rất tiếc một điều rằng là gì, khi con chị á bị đập, tôi đứng lên tôi bảo vệ con chị đấy, nghe chưa? Người lớn muốn sao thì sao, như trẻ con là tuyệt đối không được sờ đến, nghe chưa? Như là biết tỉnh táo ra đi, sáng suốt ra đi, không phải ai cũng giống ai đâu nha. Chị cao cả quá cơ, chị bảnh tỏng quá cơ, chị ủng hộ ai người ta cũng đều ủ tờ. Ok, vụ này là tôi kết chị luôn, tôi nói lần nữa là gì, tôi kết chị luôn đó nha, tôi kết chị đó. Ok, còn lại là gì, bây giờ ba cha con nhà kia và tên Tâm kia à, Tâm tàn độc cái kia phải trả giá như thế nào, mà phải làm sao, hiểu không? Cái đó là cái mấu chốt. Các chị đi vào trong đây để các chị ủng hộ con, mang danh ủng hộ con, nhưng các chị phá hết đầu này chứ các chị phá đến đầu kia. Các chị đầu không biết cuống, các chị không hay, các chị đi các chị phá, các chị đi phá làng phá xóm hả? Hay là tôi không bao giờ tôi thấy các chị đề cập đến cái vấn đề của ba cha con ở kia, các chị sợ người ta khóa mõm à, khâu mõm à, hay sao mà tôi không thấy các chị dám lên các chị nói hả? Các chị không dám nói một câu nào, các chị lôi hết người nọ, cuối cùng các chị lôi bà nội rồi, lôi trưởng chung rồi, các chị lôi hết người nọ, các chị lôi đến người kia và các chị lôi cả tôi ra nữa. Tôi mạn phép xin lỗi với các chị chưa đủ tầm, hiểu chưa? Chưa đủ tầm, chưa đủ tuổi để thứ nhất để nhắc đến tôi, và thứ hai là gì, quan hệ với tôi. Các chị chưa đủ tuổi đâu, nghe chưa nhá. Cứ ngồi một xó đó đi, nói trời nói biển gì thì nói ha, khổ quá cơ. Làm gì thì làm, con người phải có sự tỉnh táo. Một lần thôi, hai lần, đến lần thứ ba là đủ phải hiểu hàng rồi. Thương đến mấy thì thương, gớm. Thương đến nỗi mà đứng ở ngoài đường, ôi trời ơi, đi coi như là từ sớm đến tới nơi, một lòng một dạ đến để thắp nén nhang, cuối cùng đứng tâng hâng ra hả? Ai ép được hả? Chả có ai ép được mà lại làm thao. Nếu như không có một cái người nào đó cất mồm lên nhờ vả thì ở đâu ra mà trả lời rồi đó gì nữa hả? Mẹ ngoại lên thông báo gì nói rồi đây, đưa hết cả lên mạng rồi đây, trả lời luôn rồi đây. Gia đình chúng tôi đến đây là không cần phải coi như là cảm ơn rồi, không cần phải đến để coi như là thăm viếng rồi thế nọ mới kia, ốm mới mệt rồi, đau mới sầu mới não, gớm quá. Thế mà vẫn chưa biết nhột ư. Thế xong lại còn tự cho mình nghĩ là gì, chắc là có ai ép lên mới phải. Ai ép hả? Ai ép?
không có ai ép được mình nếu như mà mình làm đúng, mình làm thật, mà sự việc của nhà mình nó là thật, không ai ép được mình hết nhá. Mà ép như vậy, ép để không cho những người yêu thương con đến thắp nén hương thì không có ai tên là ép cả ở đây, hiểu không? Chỉ có ý đồ đen tối thôi. Ok, gớm quá cơ. Đó là gì? Là cảnh báo cho các mẹ biết luôn, hắt gáo nước lên mặt của các mẹ luôn mà các mẹ chả biết gì cả. Là rồi, đến đây là chấm dứt rồi, xong rồi. Đừng quan tâm nữa, để cho người ta sống cho nó thoải mái. Khổ, để cho người ta đỡ phải diễn. Các mẹ đến là khổ thân, người ta lại phải diễn nó mệt. Hiểu không? Để im cho người ta sống đúng với bản chất của người ta. Các mẹ cứ đến là mất công người ta diễn, khổ lắm cơ, uổng lắm. Cha mẹ người ta xa, cha mẹ sinh người ta ra ngày xưa đáng lẽ là phải là diễn viên ấy. À, nhưng mà cuộc sống nó xô đẩy là người ta trở thành coi như là cô đi bán hàng rong đấy. Chứ còn thực ra là cha mẹ sinh ra là phải đi làm diễn viên ấy. Người ta đang yên, đang ổn, người ta đang được thoải mái, tung tẩy anh ơi anh à, thì tự nhiên các mẹ đến làm cho người ta phải quay ra, người ta phải diễn. Thì nó là gì? Không muốn nữa. Mà các mẹ cứ lì cái mặt ra, các mẹ mò đến thì phải chả phải như thế này. Chứ ai ép? Đừng đổ oan cho luật pháp, đừng đổ oan cho cơ quan địa phương nơi đó mà tội cho người ta. Hiểu chưa? Chẳng qua là gì? Dân nhờ thì coi như là các cơ quan phải làm việc. Chứ còn cơ quan người ta không có thừa hơi nhá. Đừng đổ oan cho người ta mà tội nghiệp người ta. Nghe chưa? Vớ va vớ vẩn, không tỉnh táo ra lại còn coi như là cả vú lấp miệng em, lại coi như là đổ oan cho coi như là cơ quan địa phương ở nơi đấy. Vì như thế nọ mới, vì mới gia đình nhà kia nên mới xuống ép. Chả có cơ quan pháp luật nào ép cả. Hiểu chưa? Ôi mẹ ơi, là các mẹ không tỉnh táo tàu một tẹo nào. Không phải đâu mọi người, không phải là các mẹ không tỉnh đâu, mà các mẹ cố tình các mẹ không tỉnh đấy. Các mẹ này đang u mê thần trưởng rồi. Đấy, có khi nào mà bế quan luyện công quá rồi tẩu hỏa nhập ma không? Hả? Gớm quá, cứ không tỉnh được nổi. Không biết phân biệt đúng sai. Mà cái mấu chốt của các chị lên cái cộng đồng mạng này để làm gì? Để xem rằng là con Đạt nó như thế nào, xem cậu bé thiên thần này nó như thế nào. Hay các chị lên đây để các chị chọc, các chị ngoáy, các chị đấu, các chị đá, rồi các chị lợi dụng các mạnh thường quân ở xa xôi, để các chị coi như là lấy ba cái đồng tiền để coi như là đi làm từ thiện mới từ ơ. Hả? Đi làm từ thiện là tốt, đúng không? Các mạnh thường quân muốn gieo duyên cho con là cái tốt. Nhưng mà đã đúng mục đích chưa? Đúng mục đích chưa đã nào? Hay là bây giờ là coi như là giành nhau, tranh nhau mạnh thường quân rồi lên bắt đầu đấu mới chả đá nhau? Hả? Gớm quá cơ. Đi làm từ thiện, gieo cái duyên ra cho con, để cho con được siêu sinh tịch độ, là một cái vô cùng đáng trân quý mà đáng tốt. Nhưng mà khi mà các mạnh thường quân gửi gắm ấy, tôi mong các chị làm cho đúng đi nha. Đúng không? Làm cho đúng đi. Tôi thấy phát gạo cho người ta cho dân mà gớm quá cơ, khổ. Đứng qua cái song sắt cứ như kiểu như nhà ổ ấy. Sợ quá cơ. Cứ nhìn thấy mà tôi hết hồn. Ôi là trời. Mà gớm quá cơ, tiền có phải tiền của mình đâu. Tiền cũng của bá gia bá tánh không mà gớm cứ như mình ấy. Gớm quát coi như là người nghèo đến nhận bao gạo mà sợ quá cơ. Kinh luôn. Đồng tiền của bá gia bá tánh ấy, đi làm cũng coi như là cực khổ mới ra được đồng tiền đấy, chứ không phải bá gia bá tánh mà đi ra ngoài gốc cây mà nhặt tiền như nhặt lá đa đâu nhá. Mà cái người nghèo á, người ta đến người ta nhận đến, người ta cũng phải đáng được tôn trọng, chứ không phải quát người ta như con không đẻ thế đâu. Khổ quá cơ. Người đứng ở bên trong, người đứng ở ngoài gớm song sắt với nhau mà sợ quá, trông nhìn sợ quá cơ. Cám cảnh vô cùng luôn. Ôi giời ơi là giời. Nhìn thế mà nó cơ cực là làm sao khổ. Ha. Gớm. Còn lại là gì? Mấu chốt của các mẹ ấy, lên đây á thì làm cách nào ấy mà xem là tên Tâm ấy ha, ba cha con nhà đấy bây giờ như thế nào, và phải trả giá làm thao.
Hiểu không? Còn nếu như mà muốn êm muốn đẹp ấy thì cũng nên tốt nhất là để cho nó êm nó đẹp đi. Gớm, các mẹ đây bây giờ chán chê các mẹ mù tịt, các mẹ không biết bây giờ các mẹ quay ra các mẹ lôi coi như là lại qua 49 ngày lại lôi coi như là gia đình nhà nội lên lôi người thân của coi như là của con ra để các mẹ coi như là tẩm xỉ vả. Ui là trời, có còn gì nữa không? Còn thằng Trung nó nói đúng mà. Phúc đức tại mẫu bà ơi là đúng đấy. Trung nó nói đúng đấy. Hiểu không? Người ta nuôi con, người ta khôn ngoan trưởng thành, người ta dựng vợ gả chồng, thì quay đi về cuộc sống vợ chồng thì cái lúc đó lại là quyền hạn và cái phúc, cái phần của cái người phụ nữ đó. Hiểu chưa? Chúng bay nói mà chúng bay không hiểu từ ngữ. Còn cái gia đình nhỏ bé đó có vuông có tròn và có được êm ấm được hạnh phúc hay không lại là do cái người phụ nữ đó. Đều là cái người phụ nữ đó. Tại sao bà nội nuôi các con trưởng thành dựng vợ gả chồng cho tử tế đàng hoàng? Nào, đó là bà ấy có phúc đấy. Hiểu chưa? Chứ không phải là bà nội vô phúc đâu, mà bà nội là người có phúc có đức đó. Con lớn lên vương giả trưởng thành khỏe mạnh, dựng vợ gả chồng, đi ra có một cuộc sống riêng. Con lại đã có cuộc sống riêng rồi thì lại vuông hay tròn lại là do cái người phụ nữ sau này, chứ không phải là bà nội nữa rồi. Hiểu chưa? Thằng Trung nó nói đúng đó. Trung nó không nói hề nói sai một câu nào luôn. Hiểu chưa? Cơm, các mẹ. Còn các mẹ nên nhớ một điều rằng cha mẹ của các mẹ nuôi các mẹ cũng vậy. Để đến cho các mẹ ngày hôm nay là được vuông tròn rồi. Còn các mẹ được giữ được nổi cái phúc đấy hay không lại là do các mẹ. Hiểu chưa? Chứ các mẹ không giữ được cái phúc ấy, các mẹ này quay về các mẹ này bảo mấy mẹ của các mẹ là mẹ không có phúc à? Hả? Bớt đi. Không biết đi thì nhớ là vảnh cái lỗ tai nên mà nghe người khác nói. Nghe chưa? Liên Thuyên. Em xin chào cô dì chú bác trên đường live. Cuối live rồi, bye bye. À, vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn, vừa nghe chị Hồng chia sẻ về người mẹ online được biết đúng không ạ? À, cô chú anh chị và các bạn, thì video hay có ý nghĩa trong cuộc sống xã hội. À, cô chú anh chị và các bạn bớt chút thời gian ấn nút like và đăng ký để mình nắm bắt được công ty sớm nhất trên ngày. Sau em xin phép xuống video. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, đến video tiếp theo lần sau ạ. Xin hết ạ.